Tổng thống Zelensky sợ Việt Nam đói vì Nga rút khỏi thỏa thuận Istanbul. Moscow đã quyết định ngừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine ở bên bờ Biển Đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga tại bán đảo Crimea. Ông Stefani, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cùng ngày, cho biết cơ quan này đang liên lạc với giới chức Nga sau khi có tin Moscow ngừng việc tham gia thỏa thuận này. Ông Stefani Dujarric nhấn mạnh, điều mấu chốt là tất cả các bên kiềm chế, không có bất kỳ hành động nào làm phương hại thỏa thuận. Một nỗ lực nhân đạo cực kỳ quan trọng đang có tác động tích cực rõ ràng tới khả năng tiếp cận lương thực của hàng triệu người trên thế giới. Ngay lập tức, Tổng thống Zelensky đăng lên Facebook cho rằng Việt Nam sẽ là một trong số các quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực, thiếu đói nếu như thỏa thuận lương thực giữa Nga và Ukraine bị phá vỡ. Một số quốc gia sẽ gặp khủng hoảng lương thực như Việt Nam là Algeria, Yemen, Ai Cập, Bangladesh. Một tuyên bố khá dễ đoán đến từ Nga. Cuối cùng, họ quyết định ngừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Nhưng thực tế, đây không phải là quyết định của họ từ hôm nay mà đã chuẩn bị từ trước. Nga bắt đầu cố tình làm nghiêm trọng cuộc khủng hoảng thực phẩm vào tháng 9 khi nó chặn việc di chuyển của các tàu bằng thực phẩm của Ukraine. Từ tháng 9 đến nay, 176 tàu đã nằm chờ trong hành lang ngũ cốc, không thể di chuyển theo lộ trình của chúng. Một số tàu vận chuyển thóc đã chờ đợi hơn 3 tuần, Algeria, Ai Cập, Yemen, Bangladesh, Việt Nam, các quốc gia khác từ các vùng khác nhau trên thế giới. Nhưng tất cả họ có thể bị mất ổn định như nhau bởi quyết định chặn xuất khẩu của Nga. Tại sao một số ít người ở đâu đó trong Kremlin có thể quyết định xem người dân Ai Cập hay Bangladesh sẽ có thức ăn trên bàn của họ? Cần một phản ứng quốc tế mạnh mẽ ngay bây giờ, ở cả cấp Liên Hợp Quốc và ở cấp độ khác, đặc biệt ở cấp độ của G20. Ukraine đã và có thể tiếp tục là một trong những người đảm bảo an ninh thực phẩm toàn cầu. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev nói rằng nước này sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong vòng 4 tháng tới với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hôm 28 tháng 10, Nga cho rằng chỉ có 3% số lương thực xuất khẩu theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian đến được các quốc gia nghèo nhất, trong khi các nước phương Tây chiếm một nửa số nông sản rời các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen. Chuyển sang phần tin quốc tế, và chúng tôi xin được mở đầu với thông tin về cơn bão có tên quốc tế là Nagi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Nagi ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 tới 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 tới 20 km/h, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 30 tháng 10, bão sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông. Khả năng cao tới 90% đây sẽ là cơn bão số 7 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Sau khi di chuyển vào Biển Đông, thì bão Nagi sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời, trên các tầng khí quyển độ cao 3.000 tới 5.000 mét, bão sẽ chịu sự chi phối của hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Đông và phía Tây. Chính vì vậy, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão sẽ còn nhiều biến động. Trước đó cùng ngày, thì cơ quan quản lý thảm họa Philippines đã thông báo số người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới Nagi gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền Nam của nước này đã tăng lên con số cao kỷ lục tới 72 trường hợp. Theo cơ quan này, tỉnh Mindanao, miền Nam Philippines là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 6-7 người chết. Ngoài ra, cơn bão cũng khiến 33 người bị thương và 14 người mất tích. Trong thông báo mới nhất, cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão nhiệt đới Nagi với sức gió mạnh lên tới 95 km/h kèm mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Cantadunes, miền đông Philippines vào sáng nay 29 tháng 10. Dự kiến cơn bão này sẽ đi qua đảo chính Luzon và hướng ra Biển Đông. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai quân đội và cảnh sát đến các khu vực bị ảnh hưởng để cùng tham gia công tác cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm và sơ tán người dân phòng tránh bão. Hồi cuối tháng 9, Noru, cơn bão số 11 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines từ đầu năm tới nay, đã khiến 5 người thiệt mạng, 74.000 người dân đã phải sơ tán và gây thiệt hại nặng nề tại nước này. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận mở về tình hình Trung Đông với sự tham dự của đại diện 46 nước, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập.
Tại đây, Việt Nam đã tái khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề Palestine. Và sau đây sẽ là phần phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từ trụ sở Liên Hợp Quốc. Điều phối viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, cho biết tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine thời gian qua vẫn căng thẳng do bạo lực gia tăng, đặc biệt tại khu bờ Tây. Ông kêu gọi các lực lượng Israel không sử dụng vũ lực quá mức cần thiết, bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em, bày tỏ lo ngại về việc Israel tiếp tục các hoạt động định cư và đẩy đuổi người Palestine tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, vi phạm nghị quyết 2334. Phát biểu tại phiên họp mở, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng, người dân cả hai bên Israel và Palestine cần được hưởng các biện pháp bảo vệ như nhau. Các bên liên quan, nhất là Israel, cần thực hiện nghiêm túc nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an, chấm dứt các hoạt động mở rộng xây dựng mới các khu định cư, ngừng việc phá hủy nhà cửa và đẩy đuổi người Palestine tại khu vực bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem. Đại diện Việt Nam cũng đồng thời khẳng định ủng hộ vai trò tích cực của các bên trong tiến trình hòa bình, hoan nghênh tuyên bố mới đây của Thủ tướng Israel về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, cũng như việc các tổ chức của người Palestine đã đạt được thỏa thuận tại Algeria. Đại sứ khẳng định công tác nhân đạo cần tiếp tục được coi trọng. Ngày 28 tháng 10, Viện Văn hóa Argentina Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Buenos Aires đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập viện với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Chủ tịch Viện Văn hóa Chile Việt Nam, cùng đông đảo các thành viên của viện và cơ quan đại diện Việt Nam tại Buenos Aires. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina Việt Nam Pudi Maria Sosa khẳng định, thông qua những trải nghiệm thực tế ngay tại Việt Nam, nhiều người Argentina ngày càng yêu mến giải đất hình chữ S và dần trở thành những thành viên tích cực của viện, tham gia các hoạt động giao lưu và quảng bá, góp phần mở rộng sự hiểu biết và kết nối giữa hai dân tộc. Đại sứ Việt Nam Dương Quốc Thanh bày tỏ tin tưởng rằng văn hóa Argentina Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra nhiều hơn nữa những sáng kiến thiết thực nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu và quảng bá về Việt Nam tại Argentina, cũng như thu hút thêm nhiều thành viên, nhất là giới trẻ tham gia hoạt động hơn nữa. Cũng nhân dịp này, Đại sứ Dương Quốc Thanh đã trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Viện Văn hóa Argentina Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của Viện đối với Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nhất về những đóng góp của Viện và cá nhân Chủ tịch Pudi Sosa trong công tác tăng cường kết nối, gắn kết hai dân tộc. Lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Trao đổi với phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh nhân dịp này, nhà báo Ngụy Vi, trưởng ban tiếng Việt Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã nhận định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và lành mạnh. Đánh giá về những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, nhà báo Ngụy Vi cho biết hai bên duy trì liên lạc chiến lược cấp cao với các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhà báo Ngụy Vi cũng đề cập tới việc hai nước hỗ trợ trung tâm chống đại dịch COVID-19, qua đó phản ánh sinh động tình hữu nghị và truyền thống tương trợ lẫn nhau giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa. Hai bên đã tận dụng những lợi thế bổ sung trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Việt Nam có hệ thống chính trị tương đồng, có những nét văn hóa truyền thống tương thông và cùng chia sẻ mục tiêu phát triển. Nhà báo Ngụy Vi cũng khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong tình hình mới. Theo ông, chiều rộng và chiều sâu của quan hệ giữa hai nước không ngừng được mở rộng, nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng trở nên phong phú. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 10, lễ động thổ dự án xây dựng cầu hữu nghị Lào-Thái số 5 nối tỉnh Bolikhamsai của Lào và tỉnh Bương Khan của Thái Lan đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lào Phanggam Vivavan, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cùng với đông đảo các quan chức sở ban ngành liên quan. Sau đây là phần phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Lễ động thổ được tổ chức ở cả hai bên bờ sông Mekong, bắt đầu từ bên phía Lào. Tại buổi lễ, hai nhà lãnh đạo Lào và Thái Lan đều nhất trí cần xây dựng thêm các cây cầu kết nối giữa hai khu vực, đồng thời tin tưởng cây cầu hữu nghị Lào-Thái số 5 sẽ thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển và tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương giữa ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan. Dự án cầu hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 đã được nghiên cứu và lên kế hoạch từ năm 2012. Đến năm 2019, hai bên đã ký thỏa thuận về việc xây dựng và bắt đầu triển khai xây dựng vào năm 2021.
Cầu có chiều dài hơn 1,3 km, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023 và chính thức đưa vào sử dụng vào đầu năm 2024. Dự án xây dựng cầu Hữu Nghị số 5 nằm trong kế hoạch hành động đối tác chiến lược vì tăng trưởng và phát triển bền vững giai đoạn 5 năm 2022-2026 mà Lào và Thái Lan đã ký kết vào tháng 6 năm 2022. Dự án có vai trò quan trọng trong việc hội nhập kết nối giữa hai nước cũng như tiểu vùng, là dự án kết nối kinh tế Đông Tây, đặc biệt là kết nối giao thông vận tải từ Thái Lan sang Việt Nam qua Lào. Ngày 28 tháng 10, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch tham dự hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, được gọi tắt là COP27 tại Ai Cập và công du Đông Nam Á, tham dự các hội nghị lớn tại Campuchia và Indonesia. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ dự COP27 ngày 11 tháng 11 tới và sau đó sẽ thăm Campuchia từ ngày 12 đến 13 tháng 11 tới để dự hội nghị cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đến Indonesia từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 ở Ai Cập, Tổng thống Biden sẽ nêu bật sự cần thiết của việc thế giới phải cùng nhau hành động trong thập kỷ mang tính quyết định này. Hội nghị COP27 diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh bên bờ biển đỏ của Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11. Hội nghị là diễn đàn để thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu làm chậm lại tình trạng trái đất ấm lên, là nguyên nhân gây gia tăng các thảm họa thiên nhiên từ cháy rừng đến các cơn bão nghiêm trọng. Cũng theo Nhà Trắng, tham dự các sự kiện tại Indonesia, Tổng thống Biden sẽ trao đổi với các đối tác G20 về giải quyết những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, vấn đề năng lượng và an ninh lương thực cùng một loạt các ưu tiên khác. Bản tin xin được tiếp tục với một số tin vắn đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Không mang không khí tang thương như tên gọi của nó, lễ hội của những người chết tại Mexico đang đến gần, đem đến không khí háo hức, vui tươi và ấm áp, thể hiện tình cảm của những người còn sống dành cho những người đã khuất. Diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 hàng năm, người dân Mexico những ngày này đã khẩn trương chuẩn bị cho lễ diễu hành với các hình nộm, trang phục hình ma quỷ, sọ người và trang trí khắp nơi bằng những màu sắc chủ đạo. Tại quảng trường Zocalo, tại thủ đô Mexico City, các hình nộm xương người khổng lồ cao tới 12 mét đã được dựng lên, khiến du khách cực kỳ thích thú. Tôi thấy ý tưởng về ngày lễ này của người Mexico rất hay, thật là tuyệt vời. Đó là lý do chúng tôi chọn đi du lịch Mexico vào dịp này. Đây là một trải nghiệm thú vị khác hẳn với mọi nơi khác. Người Mexico tin rằng lễ hội của những người chết là dịp những người thân đã khuất của họ quay trở về trái đất mỗi năm để thăm gia đình. Vì thế vào dịp này họ trang trí tưng bừng và chuẩn bị nhiều món ăn ngon để tưởng nhớ những người thân yêu. Trên nền nhạc ca khúc nổi tiếng Thriller của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, một nhóm các bạn trẻ Mỹ đã biểu diễn màn nhảy flash mob cực kỳ ấn tượng ngay giữa quảng trường thời đại đông đúc của thành phố New York. Bắt chước y hệt hình ảnh của ca khúc, các dancers đã hóa trang thành các xác chết với tóc tai, quần áo rách rưới để phù hợp với giai điệu rùng rợn và ma quái. Màn trình diễn nhằm kỷ niệm 40 năm phát hành album Thriller của ông hoàng nhạc pop quá cố và diễn ra vào khoảng thời gian người dân Mỹ đang tưng bừng chuẩn bị cho lễ hội Halloween.